Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết Quân dân năm 2022, sáng nay 10 tháng 1 tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 2 căn nhà đồng đội và 1 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn trên địa bàn. Đoàn đã đến bàn giao 2 căn nhà đồng đội cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Quanh và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Sửu, là bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên. Những căn nhà bàn giao trong dịp này được xây dựng kiên cố trên phần đất của gia đình, trong đó mỗi căn nhà được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Dịp này đoàn cũng đã đến bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Nghiêm, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên. Căn nhà được hỗ trợ 35 triệu đồng từ nguồn vận động của Ban Chỉ đạo Tết Quân dân tỉnh Kiên Giang.